Xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán xe cũ Và để nhận được các thông báo mới nhất từ kênh mua bán xe cũ về các thông tin giá cả thị trường Thì anh chị và các bạn hãy đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận được các video em cập nhật hàng ngày Ngày hôm nay thì em đang có mặt tại Gia Huy Auto Sẽ giới thiệu cho anh chị và các bạn các mẫu xe hạng sang đang có mặt tại đơn vị Địa chỉ đơn vị là số 5 Nguyễn Văn Linh, Đông Biên, Hà Nội Đơn vị thì cam kết rõ cho các bác trên văn bản hợp đồng giấy tờ Xe không đâm va, không ngập nước, bảo trách test toàn quốc anh chị và các bạn có thể mang ra hãng hoặc gara chỉ định. Với chiếc xe đầu tiên em muốn giới thiệu anh chị và các bạn thông tin đó là một xe chiếc xe Porsche Macan. Chiếc xe này sản xuất là 2021. Có ngoại thất là màu nâu. Các chi tiết nội thất của chiếc xe thì còn rất đẹp ạ. À. Với chiếc xe thì nó trang bị full đầy đủ các tính năng option, chủ xe đã lên đồng hồ Chrono cũng như là hệ thống uh, uh, chế độ lái cùng rất nhiều các tiện ích ở trên chiếc xe này. Và chiếc xe hiện đang được đơn vị giao bán với mức giá là 4 tỷ 350 triệu còn thương lượng và có hỗ trợ trả góp lên tới 70% giá trị xe. Để rõ thông tin cụ thể, anh chị và các bạn hãy liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình. Em sẽ gửi chi tiết cho các bác có thể tham khảo. Và vẫn tiếp tục là một chiếc xe Porsche Macan. Chiếc xe này sản xuất là 2019, đăng ký tên tư nhân, biển thành phố. Có ngoại thất là màu trắng, cũng được chủ xe lên cái chế độ lái cũng như là hệ, thống đồng hồ chrono và hiện đang được đơn vị giao bán cho anh chị và các bạn với mức giá 3 tỷ 850 triệu cho một chiếc xe Porsche Macan sản xuất là 2019 đăng ký lần đầu là 2020 biển thành phố chính xác là biển Sài Gòn ngoại thất là màu trắng cực kỳ đẹp để chi tiết thông tin về mẫu xe anh chị và các bạn đang quan tâm hãy liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình em sẽ gửi thông tin chi tiết cũng như các hỗ trợ đầy đủ cho anh chị và các bạn có thể tham khảo. Và cùng đi tới một mẫu xe tiếp theo vẫn của nhà Porsche em có chiếc Porsche Panamera sản xuất là 2014 có ngoại thất là màu đỏ đăng ký biển là thành phố và hiện đang được đơn vị giao bán với mức giá là 2 tỷ 690 triệu. Mọi chi tiết của chiếc xe thì nó vẫn giữ được trong tình trạng là hoàn hảo. Cam kết rõ trên văn bản hợp đồng giấy tờ, xe không đâm va, không ngập nước, bao trách test toàn quốc anh chị nhé. Và tiến tới một chiếc xe tiếp theo vẫn là một chiếc Porsche Panamera. Chiếc xe sản xuất là 2019, đời cao hơn chiếc bù đỏ em vừa giới thiệu anh chị và các bạn. Chiếc xe này thì hiện đang được đơn vị giao bán với mức giá là 6 tỷ 350 triệu con thương lượng và có hỗ trợ trả góp lên tới 70% giá trị xe. Anh chị và các bạn nào cần chi tiết cụ thể video thì hãy liên hệ em. Em sẽ gửi thông tin đầy đủ cho các bác có thể tham khảo cũng như là cái thủ tục mua xe trả góp để các bác có thể nắm rõ và tìm hiểu nhanh nhất. Đấy, những chiếc xe này rất đẹp anh chị nhé. Và cùng đi tới một cái thương hiệu của Audi. Thì em có một chiếc xe Audi cực kỳ đẹp gửi đến anh chị và các bạn Đó là một chiếc xe Audi S5 Sản xuất là 2011, mua đồ là 2012 Hiện đang được đơn vị giao bán với mức giá chỉ với 999 triệu còn thương lượng Đơn vị vẫn có hỗ, hỗ trợ giao xe toàn quốc cho các bác nhé và đi tới một mẫu xe nhỏ nhắn xinh xắn cho chị em phụ nữ Đó là một chiếc xe Audi A1 sản xuất là 2010 Còn ngoại thất là rất là đẹp Hiện đang được đơn vị giao bán cho anh chị và các bạn Với mức giá 460 triệu còn thương lượng Xe đăng ký lần đầu là 2012 Đăng ký biển Hà Nội năm bánh quãng đường hơn 60.000 km Cực kỳ đẹp Các bác quan tâm về mẫu xe này thì hãy liên hệ em Em sẽ gửi thông tin chi tiết cụ thể cho các bác có thể tham khảo Đầy đủ về chiếc xe này Tiến tới mẫu xe tiếp theo đó là một chiếc xe Infiniti QX60 sản xuất là 2017 nhập khẩu nguyên chiếc, đăng ký tên tư nhân biển thành phố là bánh quãng đường hơn 70.000 km. Trang bị full đầy đủ các tính năng option hiện đang giao bán với mức giá là hơn 1 tỷ 7 một chút. Để chi tiết cụ thể, anh chị bạn hãy liên hệ theo số điện thoại trên màn hình, em sẽ gửi video cụ thể để anh chị và các bạn có thể tham khảo về cái mẫu xe này, một mẫu xe rất đẹp ạ. Và đi tới thương hiệu Mẹc thì em có một chiếc uh, Mercedes-Benz C200 sản xuất là 2021. Hiện đang được đơn vị giao bán với mức giá là 1 tỷ 599 triệu. Còn thương lượng xe có ngoại thất là màu trắng và có hỗ trợ trả góp cho các bác nào đang có nhu cầu. Để rõ thông tin cụ thể, anh chị và các bạn hãy liên hệ em. Em sẽ gửi chi tiết cụ thể cho các bác có thể tham khảo. Và một chiếc xe Mercedes-Benz S400 đã được độ mấy bách sản xuất là 2014, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, biển rất đẹp anh chị ạ. Và hiện đang được đơn vị giao bán với mức giá là 1 tỷ 999 triệu còn thương lượng. Một mẫu xe cuối cùng tại cửa hàng ngay lúc này thì em có một chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 sản xuất 2018. Hiện đang được đơn vị giao bán với mức giá là 1 tỷ 720 triệu. Có hỗ trợ trả góp cho các bác là có nhu cầu. Xe làm bánh quãng đường là hơn 40.000 km, trang bị full đầy đủ các tính năng option như loa boom 360, cam 360 và kính 3 lớp, cửa lóc và lưng hạ gầm. Hiện đang giao bán với mức giá 1 tỷ 720 triệu còn thương lượng các bác nhé có hỗ trợ trả góp nữa. Và vừa rồi thì em đã cập nhật cho anh chị và các bạn thông tin chi tiết cụ thể các mẫu xe đang có mặt tại Giá Huy Auto, địa chỉ đơn vị là số 5 Nguyễn Văn Đinh, Long Biên, Hà Nội. Các bác quan tâm về mẫu xe nào hãy liên hệ em, em sẽ gửi thông tin chi tiết cũng như các hỗ trợ đầy đủ cho các bác có thể tham khảo cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo của mùa hàn xê cũ